Khả năng phục hồi, làm chủ bệnh của thầy Thông Lạc. Trưởng lão Thích Thông Lạc. Thì các con biết đó là một sự vô thường. Cũng như hôm nay chúng ta gặp nhau đây, ngày mai chúng ta biết còn chưa chắc đâu. Cho nên tuổi đời chúng ta, những người mà lớn tuổi, chúng ta sẽ sắp sửa đi. Thầy hiện giờ nếu mà thầy không đủ cái năng lực phục hồi cơ thể, thầy cũng đi rồi. Bởi vì ăn ngày bữa, các con, từ ngày mà tôi đến giờ mà về cảng bàn cái ninh này, cho đến giờ là ngày ăn một bữa. Cơ thể luôn luôn lúc nào cũng vừa đủ để sống không thừa. Mà lỡ có một trận đau là kể như là cái sức đề kháng không có, nó không thừa thì nó làm sao nó có đủ sức đề kháng. Cho nên nó hoại diệt cơ thể rất nhanh. Cho nên có một lúc năm rồi, có một lúc thầy bị cảm, từ đó sức đề kháng nó không có và làm việc rất nhiều, cho nên đề kháng không có. Do đó từ 40kg thầy tụt xuống 35kg, luôn luôn lúc nào cũng dễ chóng mặt. À, như vậy là thầy thấy rất là nguy hiểm. Và đồng thời khi mà thầy ho thì thầy khạc ra máu. Thế các con thấy ghê luôn. Tất cả các thứ bác sĩ đều cho không hết, không trị hết. Cho nên anh Chính Ký là một bác sĩ, ông nói với thầy như thế này: cô Cúc Hương cũng có trị. Rồi anh Chính Ký cũng anh chị anh, khi mà anh cho thuốc anh nói chỉ có anh cứu anh thôi, chứ còn trời cứu anh được. Nghĩa là ông muốn nói bây giờ anh ráng anh ăn cho nhiều thì nó đề kháng lại thôi, chứ còn cứu anh. Thầy mới nói thôi bây giờ nó Phật tử với cô Út đã thấy rồi, thuốc không trị. Thì thầy chỉ còn có cách thầy như anh Chính nói, thầy cứu anh thôi. Thấy không? Thì bây giờ thầy cứu thầy chứ. Nhưng khi mà thầy công việc của thầy còn dở dang, chứ phải thầy làm xong thì thầy đi nó cũng vừa. Thầy đâu có tiếc cái thân tứ đại này đâu, nó là cái thân nhân quả. Cho nên thầy nói thôi bây giờ lúc mà giữ cửa thắt, thầy sẽ phục hồi trong một tháng. Mà mỗi ngày á, thì có ước buổi trưa á, mỗi ngày á, cho thầy thêm nước cam. Nghĩa là bữa ăn của thầy phải cho thêm một ly nước cam. Cam tươi đó, một ly nước cam. Hoặc là một ly sữa. À, thầy chỉ xin thêm vậy thôi. Còn bình thường chúng ăn sao thì ăn vậy, đừng làm gì khác nữa. Chỉ thêm thôi. Thì trong vòng coi như là từ sáng đến chiều thầy phục hồi là thầy khạc không ra máu nữa. Thầy đến mức độ đó thì quý vị thấy 15 ngày thầy lên 43kg, từ 35kg mà tăng lên 43kg. Thì quý vị biết rất rõ, thầy chỉ không có bao giờ mà thầy nhập ở trong định thiền định nào cả. Thầy chỉ ở trong cái trạng thái bất động tâm mà thôi, nghĩa là thanh thản an lạc như tâm thầy luôn luôn lúc nào nó cũng giữ gìn ở trong cái trạng thái đó. Nghĩa là thầy ở trong cái bất động tâm định, do đó thầy chỉ hướng tâm cái cơ thể phục hồi. Vì thầy còn nhiệm vụ nhiều lắm, chưa nên bỏ lại bây giờ. Phải phục hồi, cái phổi phải phục hồi, lành lại, không có được nặng. Thầy chỉ ra lệnh, thỉnh thoảng thầy cứ nhớ thầy nhắc tới. Chỉ trong vòng, từ sáng đến chiều là cái bệnh dứt liệt, không còn có một chút xíu gì nữa. Rồi bắt đầu từ đó phục hồi là cơ thể. Trong vòng 15 ngày là lên 45kg, 43kg. Quý vị thấy, khi mà thầy ra, khi mà một tháng xong thầy ra đó, mặt hồng hào, đỏ tươi là hết, ai cũng thấy thầy không còn bệnh nữa. Thầy nói thật là màu nhiệm, đúng là pháp của Phật màu nhiệm thật, dám phục hồi cơ thể của mình, dám trị được những cái bệnh, quá khó. Bệnh của thầy kể như là, như cô Cúc Hương với bác sĩ Ký ấy, thì nói đó là bị lao phổi trở lại, di trùng đề kháng, cho nên không có thuốc trị. Họ dám xác định như vậy mà, cho nên bây giờ chỉ còn sống để mà chờ chết thôi. Nhưng mà thầy cũng như là thầy làm chủ được cái bệnh, thầy làm chủ được bệnh. Mà bệnh rất khó chứ không phải bệnh dễ. Ví dụ như đó là cái bệnh rất khó, di trùng đề kháng, không phải dễ. Thì như các con thấy, người tu hành, người ta sẽ đẩy lui tất cả những cái bệnh khó trong cơ thể. Cho nên vừa rồi thầy sắp tứ ở tâm dạng khi bị ung thư, mà ung thư bên trong chứ không phải ung thư ở ngoài, thì đau nhức khổ sở vô cùng. Cũng cái tuổi cũng lớn, nhỏ hơn thầy, thầy kêu thầy sắp tứ về, thầy rất thương những người tuổi già mà gặp những cái bệnh khổ. Thầy chỉ trao cho cái pháp để cho thầy tự cứu thầy. Thầy cho một cái pháp ở đây cho ngày ăn bữa, không có bồi dưỡng thêm gì. Thầy nói với thầy bây giờ cái thọ của thầy là cái bệnh ung thư, thầy phải tác ý một cái tướng khác của cái thọ đó.
và phải ôm cái phải ôm cái pháp như lý tác ý đó, phải ôm cho chặt. Lúc nào thầy cũng tác ý ra, khi nó đau càng đau thì thầy tác ý ra, thì thầy sẽ vượt qua cái khổ. Nó sẽ tận cùng là thầy sẽ phục hồi cơ thể, thầy không bị tung. Nhưng mà thầy sẽ tứ thì nhát ra. Thầy vô đông thớt trong vòng 3 bữa, những ngày đầu thầy còn ráng, bữa sau đau quá thầy chịu không nổi, tâm thầy nó cứ bám theo đau mà nó không bám theo câu bắt nước. Cho nên do đó thầy xin thầy về chùa để thầy dưỡng bệnh mới được. Thầy nói thiệt ra thầy tìm cái chết chứ không phải là tìm cái sống, chứ thầy mà quyết tâm ở đây từ 1 tuần lễ cho đến 1 tháng thầy sẽ phục hồi hoàn toàn với cái pháp như lý tác ý, mặc dù thầy chưa có định, tâm thầy còn phạm buồn, nhưng mà thầy tin rằng tâm đừng dao động, ôm chặt pháp coi như mình chết trong bệnh này thì thầy sẽ cứu. Nhưng mà thầy yếu quá, cho nên khi mà thầy xin đi thầy nói thầy yếu quá, chứ còn như thầy á, thà là chết ở trong cái pháp hướng của Phật để mà sống ở trong cái sự giải thoát, chứ không để cho nhân quả làm chủ mình như vậy. Đúng là nhân quả chi phối của nghiệp, mà chuyển không được bằng cái pháp hướng, mà chuyển không được thì bị nhân quả chuyển là phải rút đi bỏ pháp. Bây giờ về chùa làm sao ôm được, ở đây mà ôm không nổi, có thầy mà ôm không nổi, bước vào cái từ trường này coi như là có một cái từ trường của thầy trợ lực, thế mà đi ra nó còn đau hơn nữa, chứ đừng nói bước ra khỏi là đau hơn nữa, chỉ còn có nước mà về mà chịu chết thôi chứ còn. Ở đây thí dụ như ở đây cái từ trường mà của thầy ở đây, bước vào đây một người mà bị nhức đầu thì thay vì ở ngoài nó sẽ nhức 10 lần, vô đây nó chỉ còn 5, mà dùng pháp hướng nữa, tâm không dao động nữa thì nó giảm xuống liền. Thế mà người ta không chịu nổi. Cái từ trường ở đây nó trợ giúp cho quý vị tu, chứ còn thầy thật sự thầy không có giúp được gì nữa. Vì cái thiện pháp ở đây sống trong giới luật, cái giới luật đó nó sẽ có cái từ trường của giới luật, cái thiện pháp đó. Cho nên bước vào cái từ trường của thiện pháp, các con sẽ thấy mát lạnh, các con sẽ thấy cái nhẹ nhàng của tâm hồn. Còn cái từ trường mà chỗ đó nó không có cái thiện pháp, nó sẽ không có mát lạnh đâu. Nhưng một cái người mà mang những cái tâm đầy mà ác, mà vào cái trường thiện bị đẩy lui, nó không phù hợp, nó bị đẩy lui. Như vậy là cái ý nghĩ nhẹ ác của mình cũng tạo ra cái từ trường ảnh hưởng xung quanh. Ảnh hưởng xung quanh, nó rất ảnh hưởng cho xung quanh, mặc dù mình không thấy nhưng rất ảnh hưởng. Như vậy là mình nghĩ cái điều gì mà khổ cho mình, hoặc là mình, cái điều gì tội lỗi là mình đã làm ô nhiễm môi trường xung quanh. Đúng đó, ở vậy vô tình mà mình đã làm ô nhiễm môi trường. Cái từ trường của mình, cái nghĩ đó nó có cái từ trường. Như vậy một người còn sẽ nên sống trong một đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, còn những người thanh tịnh thì dễ tu hơn, tại vì được ảnh hưởng từ trường tốt hơn. Đúng vậy, cái đó là cái đúng. Bởi vì cho nên trong cái thời Đức Phật, nhờ cái từ trường của Đức Phật, các chúng tỳ kheo nương vào đó thực hiện phạm hạnh, cái từ trường của phạm hạnh của các vị tỳ kheo tỏa ra, người sau đó tiếp tục thì nó rất tốt. Nhưng mà người nào mà sống mà có ác tâm thì cái từ trường thiện nó đẩy lui ra, người nó không sống gần đó được. Như là nói là cũng như là con kiến thanh tịnh